Chào mọi người đang xem cái video clip kênh Tiến B. Mình xin tự giới thiệu, mình là Tiến. Số điện thoại để gọi liên hệ với mình là 0706 222 435. Số điện thoại mình cũng có để góc trái màn hình và dưới phần mô tả video, hoặc anh em có thể xem hình ảnh và chi tiết thì cũng có thể vào trang fanpage của mình và hoặc là vào trang web của mình súngcaosu.tk. Mình cũng có để thông tin đầy đủ ở dưới phần mô tả. Thì hôm nay mình giới thiệu với anh em một cái mẫu súng bắn đạn cao su 9 ly. Đây là mẫu súng cao su trong nằm trong cái phân khúc là giá rẻ bình dân của bên shop mình. Thì nguyên bản cái con này là con 733 CO2 có hãng nguyên đơn. Thì mình nó là nguyên bản, nó là bắn đạn bi sắt 6 ly và xài bằng lực khí CO2 của hãng nguyên đơn. Thì cái con này đã được bên mình cải tiến lên là xài đạn cao su 9 ly. Đạn cao su 9 ly thì cải tiến toàn bộ phần hết của cái súng. Thứ nhất là về phần ổ quay phần lắp đạn là được cải tạo lại, và búa đập cũng được cải tạo lại. Lực búa đập cũng đã cải tạo hết rồi, làm bằng dây sợi thép hết rồi, lá thép rồi. Phần ngầm cũng được gia cố lại bằng ngầm thép hết. Thì nói chung là làm hoàn chỉnh hết một cái con súng bắn đạn cao su lên từ con CO2 bi sắt. Anh em xài cái con này thì cũng ok, nó cũng khoảng 7-10 với lại hàng riêng, nó không có lỗi lầm gì cả. Thì số của Tiến cũng làm con này được một thời gian rồi, nói chung là anh em xài thì cũng rất là ok, không có lỗi lầm gì hết á. Các bộ phận bên trong mình đã gia cố hết rồi, rất xài rất là ok luôn. Và cái giá thành của nó thì nó được cái ưu điểm là cái giá thành của nó rẻ, phù hợp với nhiều người dùng. Anh em nào có điều kiện kinh tế nó bình thường thì cũng thể sở hữu được một con bắn đạn cao su, thì nó chỉ tầm 15 triệu thôi. Shop Tiến làm 15 triệu tặng kèm theo đạn dược rồi cho anh em mình chơi đầy đủ luôn. Thì cái chất lượng của nó cũng phân 7-10 với lại những hàng zin. Thì những hàng zin thì thật sự là những cái hàng zin thì mình cũng về đây mình phải cải tạo lại thì mình mới chơi được. Thật sự những cái hàng súng bắn đạn cao su zin á, mình nhập trực tiếp từ nước ngoài về á, thì nó gọi là cái hàng bờ lăng, thì nó chỉ để bắn đạn uy hiếp, bắn đạn nổ. Về đây mình đã cải tạo lại cái nòng, chỉ cải tạo lại cái nòng thôi. Mình trên cái nòng nó có một cái gọi là cái cản nòng, thì mình sẽ thông cái nòng nó ra thì mình mới sử dụng được đạn cao su. Thật sự súng những cái súng đạn zin á thì vẫn phải làm lại chứ không phải là không làm đâu. Đó, vẫn phải làm lại. Thì con này thì nó lên từ CO2 thì giá thành của nó rất là rẻ, mà chất lượng của nó mình làm thời gian rồi, chất lượng của nó cũng rất là ok, nó cũng không có khác mấy với hàng riêng đâu. Nhưng mà dù sao thì nó cũng vẫn là hàng lên từ bi sắt CO2 nên không thế nào 100% với hàng riêng được. Anh em mình lưu ý cái vấn đề này, đừng có đem hai cái sự so sánh nó khập khiễng với nhau. Đó, những hàng riêng này nó nằm hai mấy ba chục triệu, nó nằm giá hai mấy triệu, con này chỉ có 15 triệu thôi. Anh em mình chơi cũng rất là ok luôn, không lỗi lầm gì. Làm con này thì nó như anh em cũng mua rất là nhiều sử dụng thì nó cũng rất là ok. Thì cái ổ quay của nó là ổ 6 viên culo á, rất là mượt mà lên, em thấy không, ổ rất là mượt mà, đạn thì bắn xong cũng chút ra ok luôn, không có dính, cũng không có kẹt lại cái vỏ đạn bên trong. Xài thì cũng ok. Thì cái con này thì shop mình làm 15 triệu cũng tặng kèm theo đạn rồi cho anh em chơi hết luôn. Bên mình là về được, bên mình làm hiện tại là có hai bản, bản màu trắng và bản màu full đen. Cái này trắng thì nó làm bằng nhựa ABS, còn tất cả là nó cũng full kim loại hết rồi. Anh em mình chơi những cái hồi dây dòng này cũng yên tâm nha. Mình nhắc thì shop mình chỉ nhận chuyển khoản thôi. Chuyển khoản rồi shop Tiến mới gửi hàng, không giao dịch trực tiếp, không có. Mình quên nhắc, video nào mình cũng nhắc. Còn culo 733, con này là 733 nha. Con 731 cũng giống vậy nhưng mà nó hơi dài một xíu về cái phần gốc, cái phần ngọn nha. Rồi, mình kết thúc video tại đây. Anh em nào tin tưởng ủng hộ thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của mình 0706 222 435, hoặc có thể vào website súngcaosu.tk để xem thêm hình ảnh và thông tin nha. Rồi, cảm ơn, xin chào.